Chào mọi người, chào tất cả anh em. Thì nay chiều rồi rảnh rỗi không thấy chuyện gì làm hết trơn á. Lướt lướt trên mạng thì coi tàu này vụ ông Di với nghệ sĩ Hà Chí Tài không à. Thì mình coi lịch lại là bữa nay nó khoảng 11 mùng 1 tháng 11 của âm lịch rồi. Thì thường thường là kêu á thì là nó 55 ngày là từ lúc ngày kích là nó sẽ nở. Còn ở miền Bắc thì 60 ngày, nhưng mà mình thì nhà vườn mình chơi thì hiện nay mình lấy kiwi đỏ nè, mình chích cho mọi người xem. Thì mấy năm trước á thì mình cũng đã làm rồi. Mấy năm trước thì mình làm trên kênh Lan Rừng Sa Đéc á, rồi mình mắc kênh là nên mình làm cái này. Thì thường thường là mình sẽ chích ba mắt một khăn. Thì cái giò kiều này nó đã được ông chồng là 3 năm rồi. 3 năm rồi mà nó vẫn chưa có cái bông nào hết. Thì hôm rồi mình cũng cắt nước nó đâu. Mình cắt nước nó tầm khoảng 3 ngày rồi đó. Mình sẽ chích 3 lỗ. Thì thường thường mình làm theo ý kiến của mình á thì mình chích xong là mình cắt nước khoảng 1-2 ngày xong mình vẫn tưới, và một tuần thì mình vẫn tưới phân thuốc một lần đó. Thì có những anh em thì sợ nó hoa nó già nó không ra, thì nhưng mà mình thì thấy mình tưới phân thuốc thì nó ra hoa nhiều hơn và nó đẹp đó. Chứ mà cây mà không phân thuốc thì sao chịu nổi một có chút xíu à đó, nên là mình cứ gì xịt phân thuốc khi nào nó lú nụ thì mình không còn xịt nữa nha mọi người. Mình xịt khi là cây nó chưa ra nụ thôi. Mấy thằng nào tơ quá là mình không có chích, mình chích những cái thằng già thôi, cái thằng mấy năm trước. Thì bữa kiều này là 50 mấy thằng thì mình chích khoảng chừng 20 thằng thôi, 20 cho đến 25 thằng. Chứ chích hết năm mấy thằng nó ra rất là nhiều hoa lắm. Nhưng mà nó ra nhiều hoa đó qua năm sau mình chăm lên hơi bị mệt à. Đó. Có những hăng nó dài ẩm hưởng luôn, những hăng nó ấy quá trời luôn mà không có hoa. Thì mình định làm một buổi như vậy cho tới khoảng chừng 24-25 âm lịch nó nở, thì mình có thể sách đi thi, đi chụp hình bạn bè, rồi đi gửi những chỗ mà bán hoa Tết, hoặc mình trưng ở nhà nó cũng được. Tại vì là mình nhà vườn nên là mình phải trưng trước, còn như mà người chơi như các anh em á thì tới mùng 5 hoặc kích 4 mùng 4 đi làm cho nó ra, chứ mỗi cơ với kích 4 mùng 5 đôi khi là thời tiết nó lạnh quá nó sẽ không ra đúng đúng ngày, nó không có nở đúng ngày. Thì có những cái hăng mà non quá là mình không kích nha, tơ mình không kích, mình kích những hăng mà hơi già già thôi, tại vì nó ấy. Thì có những anh em nói là kích rồi xịt thuốc thì nó bị già hoa, nhưng mà mình thấy là nó không có già hoa mà nó dài cái hoa thêm nữa. Tại vì mấy anh em nghĩ đi, cái bụi này mà một khăn nó nuôi 3-4 cái bông, lấy đâu chắc gì dưỡng nó nuôi, thì mới xịt thuốc vô thôi. Giống như là mình mà bị yếu rồi bồi bổ vô thôi. Giống như mấy anh nào bị CC gãy hoặc vợ gì đó làm gà hầm bắt đồ thì nó bồi bổ vô thôi. Thì cái lan mình xịt phân vô hút vô nó cũng giống vậy thôi. Tại vì mình chích nó quá trời luôn nè. Thằng nào mà chưa có hoa là mình sẽ chích nó mấy cái mục trên đầu hết. Rồi mình sẽ cắt nước nó 3 ngày xong mình lôi ra mình tưới cho nó ướt đẫm hết trơn, xong mình xịt phân lại. Thì mình từng mình vẫn xịt nó lăng rồi kali. Thì nhưng mà cái này á mình chích 30 mấy mắt hoặc 40 mắt thì nó ra được khoảng 20 mắt à. Chứ mà nó ra nhiều quá thì chưa chắc, là nếu mà nó ra nhiều quá rồi tới coi được mình phải đặt bông bỏ. Tại vì nhiều quá cây nuôi không nổi, buộc phải đặt bông bỏ.
chứ mọi người đừng có ham mà bông nhiều, bông nhiều đôi khi là nó ra nhiều quá nó hư cây mình đó. Mình chích là mới có phần nửa bụi thôi đó mọi người, phần nửa bụi thôi. Thì bây giờ một bụi như vậy khoảng chừng 50 phân, bây giờ giá thị trường nó cũng khoảng tầm 1 triệu mấy 2 triệu ngoài á, thì theo cái loại kiều. Chứ mình thấy là đi nhà vườn mà bán một bụi khoảng chừng 10 thân đến 12 thân là đã bán 500 đến 800 rồi đó. Còn bụi này thì để ông cậu mình không để dành ông chồng không ra hoa chứ không gọi là để dành đó. Tới giờ thì tới được tới mình thì mình làm nó ra hoa cho mọi người xem, thì có kết quả không có kết quả thì tới ngày mình sẽ quay, nhưng mà đôi khi nó ngay trăng Tết thì mình sẽ không quay được cho anh em xem, mình phải qua Tết. Nếu mà ngay Tết mà mình không có đi đâu nhiều thì mình sẽ quay cái thành quả của mình cho mấy anh em xem. Còn thiên nga đầu thì nhà mình có nhiều loại cây lắm, mình sẽ làm lại cái kênh này, nhưng mà hiện tại cái điện thoại của mình thì nó quay nó được không được đâu, được trong khoảng mười mấy phút à là nó bị văng ra rồi, nên là mình ít có quay làm clip lâu lắm. Nên bây giờ mình làm clip ít phút xong rồi mốt rồi nào có cây nhiều có hoa nhiều đi mình đi vườn nhiều mình sẽ quay cho anh em xem. Nè có những cây cây tơ này đây mọi người, ở dưới ở trên là còn những cái bụi mình chưa có chích, mình chỉ chích nguyên cái vàng mấy bên đây qua thôi, chích nguyên cái vàng này thôi, tại vì nguyên cái vàng này á thì là nó ấy hơn. Nguyên cái vàng này nè là nó nằm phía ngoài, tại vì bụi kia nó đứng như vậy nó nằm phía ngoài thì nó bông nó sẽ sụ ra ngoài, nên là cái vàng trên mình không kích, mình chừa cho năm sau nữa, là giống như là mình chỉ kích nguyên cái vòng tròn ở ngoài này, còn cái kia thì mình để nó yên nguyên luôn. Chứ mà giờ chích nhiều quá cái cụi kiều này 5 mấy thân mình chích ra hết trơn á là nó sẽ bị nhiều hoa quá trời á, nó dựng lên thì nó không có được đẹp cho mấy đó. Mình chỉ chích những cái cây ở ngoài thôi, còn mấy cây ở trong chính giữa mình không có chích, thì mình để năm sau mình chích cho bông nó hồng ngược ra ngoài lại, chứ giờ chích hết nó cũng chả có làm được gì đâu mà nó yếu cây nữa. Rồi bye bye mọi người nha, nếu mà mọi người có chích hoa thì chích sớm sớm nha mọi người, thì chúc anh em chích hoa thành công, một ngày một buổi tối vui vẻ, bye bye mọi người.